Ra mắt lần đầu năm 1997, thì đến nay Age of Empires đã được 23 tuổi. Nhưng bằng một lý do thần kỳ nào đó, tựa game này đến nay vẫn sống khỏe với hàng triệu người chơi mỗi tháng trên toàn thế giới, bất chấp hàng tỷ tỷ tựa game khác ra mắt trong suốt bao năm qua. Ở Việt Nam, tựa game này được biết đến với cái tên thân thuộc là Đế Chế. Và cũng giống như những người anh em trên thế giới, cộng đồng Đế Chế ở nước ta dù tuổi đã cao nhưng vẫn đã, đang và sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh hơn nữa. Các game thủ đến với Đế Chế chắc hẳn cũng là do cách chơi cuốn hút, dễ chơi nhưng khó pro và tư duy cực cao của tựa game này. Như anh em có để ý rằng tựa game này cũng có cốt truyện hay không? Rằng anh em đang tái hiện lại những sự kiện lịch sử quan trọng nhất trong nền văn minh nhân loại. Và đây cũng là nội dung chính trong video ngày hôm nay. Mi Game sẽ đưa anh em trở về quá khứ, từ thuở hồng hoang của loài người cho đến khi họ phát triển thành những nền văn minh đỉnh cao trong lịch sử. Đây sẽ là buổi học lịch sử đỉnh cao nhất mà anh em sẽ từng tập ra. Vào video thôi nào. Đế Chế du nhập vào Việt Nam từ năm 1996 với bản beta của Age of Empires. Cùng với Warcraft 2, Starcraft, AoE là tựa game chiến thuật thời gian thực đầu tiên của Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ có Đế Chế là tạo ra sức hút riêng và nhanh chóng chiếm lĩnh các quán net. Đến nỗi cứ máy nào chạy Windows 98 đều được cài đặt mặc định Đế Chế. Nói sơ qua về cách chơi của Đế Chế, nhiệm vụ của anh em khi chơi phải phát triển nền văn minh của mình từ lúc chỉ là một nhóm nhỏ chuyên săn bắt hái lượm cho đến khi mở rộng thành một đế quốc cổ đại hùng mạnh. Quá trình này tương ứng trong game sẽ là 4 thời kỳ: thời kỳ đồ đá, thời kỳ đồ đá mới, thời kỳ đồ đồng và cuối cùng là thời kỳ đồ sắt. Để chiến thắng, người chơi buộc phải thu thập nguồn tài nguyên có hạn trong game, xây dựng công trình, mua lính, nâng cấp lên thời kỳ tiếp theo để mở khóa những công nghệ tiên tiến hơn, rồi sau đó mang quân tiêu diệt đối phương. Đây chính là giai đoạn căng thẳng nhất của cả quá trình chơi. Ai có não to hơn với chiến thuật tài tình hợp lý sẽ giành chiến thắng. 12 nền văn minh trong Đế Chế được chia làm 4 nhóm để anh em lựa chọn, lần lượt là nhóm Hy Lạp, nhóm Ai Cập, nhóm Babylon và nhóm Á Đông. Mỗi nhóm nền văn minh đều sẽ có những loại công trình, binh chủng và công nghệ khác nhau dựa trên những khác biệt về văn hóa và quân sự có thật. Ngoài ra mỗi phe còn sở hữu thêm các đơn vị lính đặc biệt và công nghệ đặc trưng. Anh em nào chưa biết thì tới đây chắc cũng đã hình dung được một ván Đế Chế sẽ diễn ra như thế nào rồi nhỉ? Giờ thì mình sẽ vào phần chính của video nha. Đầu tiên sẽ là lịch sử Hy Lạp cổ đại. Chắc cũng không cần phải nói nhiều về văn minh Hy Lạp bởi chắc nó đã quá quen thuộc với anh em rồi. Với những câu chuyện thần thoại, với những vị thần trên đỉnh Olympus cho đến văn học, toán học và cả triết học. Văn hóa Hy Lạp đã có những vô vàn đóng góp quý giá cho nhân loại. Ngay trong chương trình ngữ văn lớp 10, anh em đã được đọc qua một phần của lịch sử Odyssey, tác phẩm bất hủ của đại thi hào Homer. Trong toán học thì ai cũng phải nhắc tới định lý Pythagore, còn triết học, Hy Lạp cổ đại được xem là cơ sở xuất phát của triết học châu Âu sau này, sau đó có cả triết học Marlenin nữa. Nền văn minh Hy Lạp cổ đại tồn tại từ khoảng thế kỷ 12 trước công nguyên và kết thúc vào năm 600 sau công nguyên. Tuy nhiên game Đế Chế chỉ tái hiện lại lịch sử Hy Lạp cho đến khoảng năm 300 trước công nguyên, tức khoảng thời gian Alexander Đại Đế tiến hành cuộc chinh phạt đến tận Trung Á và phía Tây Địa Trung Hải. Phần chơi chiến dịch của phe Hy Lạp bao gồm 8 màn, trải dài từ nền văn minh Mycen cho đến cuộc chinh phạt Ba Tư của Alexander Đại Đế. Màn chơi đầu tiên mang tên là Landgrab, kể về quá trình định cư trên đất Hy Lạp của một bộ lạc nhỏ tên là Athens trong những năm đầu tiên của nền văn minh Mycen. Trong khi nền văn minh Minos láng giềng đã phát triển phồn thịnh bằng cách giao thương hàng hải, thì nền văn minh Mycen lại phát triển bằng cách xâm lăng, chiếm đất của người khác. Và đó cũng là nhiệm vụ của anh em trong màn đầu tiên, khuất phục được các bộ lạc khác ở khu vực này. Đây cũng là tiền đề để từ một bộ lạc nhỏ, Athens đã trở thành trung tâm văn hóa chính trị quan trọng của nền văn minh Mycen. Sang đến màn thứ hai, Citadel, dịch ra là kinh đô. Anh em sẽ dần chứng kiến quá trình trỗi dậy của Athens. Mặc dù cùng là Hy Lạp, nhưng giữa các thành phố với nhau vẫn có mâu thuẫn xảy ra, bởi ai cũng muốn tranh giành ảnh hưởng trong khu vực cả. Trong khoảng thời gian này thì Athens và Thebes là hai kình địch của nhau. Trong màn 2, Thebes đang muốn giành quyền kiểm soát một vùng đất thuộc Athens,
và anh em phải ngăn chặn việc này bằng cách xây dựng các tháp canh tại các vị trí trọng yếu, mà cụ thể ở đây là một bệ đá cổ nằm kề bên một thị trấn thuộc Thebes. Màn chơi thứ ba mang tên là Ionian Expansion, xoay quanh quá trình người Athens mở rộng bờ cõi xa khu vực Ionia. Nghe tên thì giống, nhưng mà đây không phải là một vùng đất trong Liên minh huyền thoại nha anh em. Ionia là một vùng đất tiểu Á phía bên kia biển Aegea. Nơi đây sở hữu nguồn tài nguyên dồi dào, bao quanh là núi, tạo thành một bức tường phòng thủ tự nhiên. Ionia cũng nằm ở một vị trí chiến lược thuận tiện cho Hy Lạp giao thương với các quốc gia thuộc khu vực Lưỡng Hà như Ba Tư chẳng hạn. Tuy nhiên, do nằm quá gần Ba Tư, nên Ionia luôn phải chịu sự ảnh hưởng đến từ đế quốc hùng mạnh này. Cũng vì chính quyền Athens âm thầm ủng hộ Ionia vùng lên thoát khỏi ách cai trị của Ba Tư, nên mới gây ra cuộc đại chiến giữa Hy Lạp và Ba Tư sau này. Màn chơi thứ tư là một sự kiện huyền thoại mà chắc chắn các bạn đều đã từng nghe qua, cuộc chiến thành Troy. Nguồn gốc cuộc chiến này đơn giản là vì gái thôi anh em ạ. Mọi chuyện bắt đầu với Helen, người vợ xinh đẹp của vua Menelaus thành Sparta. Cô ngoại tình với hoàng tử Paris của thành Troy và sau đó cả hai cùng nhau bỏ trốn về đây. Vua Menelaus điên tiết và tổ chức một màn đánh ghen đỉnh nhất lịch sử khi kéo hạm đội hàng ngàn tàu chiến sang đòi lại Helen. Cuộc đánh ghen này không phải 1-2 ngày là xong mà kéo tận tới 10 năm. Và chỉ kết thúc nhờ chiến thuật con ngựa thành Troy do Ulysses nghĩ ra. Thành Troy sụp đổ, Paris và anh em Hector tử trận. Còn phe Hy Lạp cũng phải chịu tổn thất lớn khi chiến binh vô địch của họ, Asin, cũng đã hy sinh bởi mũi tên định mệnh và gót chân. Trong đế chế thì anh em sẽ không cần đến con ngựa thành Troy để chiến thắng, chỉ đơn giản là xây nhà rồi nuôi quân kéo sang khô máu với thành Troy thôi. Màn chơi thứ 5, I Will Be Back, mô tả một bước ngoặt lớn của Hy Lạp cổ đại. Nền văn minh lâu đời và thịnh vượng Minos sụp đổ và bị đồng hóa với nền văn minh Mycenae. Anh em sẽ được điều khiển đội quân Hy Lạp trong một pha lật kèo đỉnh cao, tư thế bị Minos áp đảo về quân số, phải chạy trốn khắp bản đồ. Anh em sẽ nhận được quân cứu viện từ mẫu quốc và quay trở lại chơi song phẳng với đối phương. Theo sử sách thì dĩ nhiên nền văn minh Minos bỗng dưng yếu thế là vì một vụ phun trào núi lửa khổng lồ tiêu diệt gần như toàn bộ hòn đảo Thera của Minos, nơi hiện nay là đảo Santorini ở Italia. Thiệt hại về người và của đã mở đường cho Mycenae tiến hành một cuộc xâm lược vào Minos, quét sạch nền văn minh một thời hùng mạnh này. Màn chơi thứ 6 lấy bối cảnh 500 năm sau, tức khoảng năm 700 trước công nguyên, thuộc thời kỳ Hy Lạp cổ đại. Lúc này, Hy Lạp có hàng trăm nhà nước nhỏ mà người ta gọi là các thành bang. Trong hàng trăm thành bang thời đó thì quan trọng nhất là Athens và Sparta. Athens là thành bang lớn nhất và giàu có nhất Hy Lạp nhờ vào có cảng biển tấp nập và kho bạc để ấp tiền. Còn Sparta lại nổi tiếng với mức độ máu chiến với những chiến binh Sparta dũng mãnh được huấn luyện kỷ luật ngay từ khi còn bé. Khoảng năm 431 trước công nguyên, sau hai lần đẩy lùi quân Ba Tư xâm lược, Hy Lạp đã nổ ra một cuộc nội chiến giữa các thành bang, đứng đầu là Athens và Sparta nhằm tranh giành quyền lực lẫn nhau. Những thành bang nhỏ hơn cũng chọn tham gia một trong hai phe, nhấn chìm cả đất nước vào cảnh chiến tranh triển miên. Trong màn chơi này, anh em sẽ điều khiển quân đội Athens chống lại quân Sparta ở phía tây và quân đội Assyria ở phía nam. Nhiệm vụ chủ yếu của anh em trong màn chơi này là bảo vệ bức tường phòng thủ trước hàng loạt đợt tấn công của quân Sparta, đồng thời duy trì lương thực bằng cách giao thương đường biển, bởi đất canh tác của Athens đang nằm bên ngoài tường thành. Sau khi tích đủ quân rồi, anh em sẽ phải cố gắng đẩy lùi được đội quân Sparta ra khỏi lãnh thổ của mình. Dù anh em chơi qua được màn này, nhưng vẫn không thay đổi được lịch sử đâu, và Athens rốt cuộc về sau vẫn thất thủ trước Sparta. Ưu thế về hải quân của Athens dần dần cũng bị phe Sparta bắt bài. Vừa đói khát, vừa mất đi lợi thế duy nhất, Athens chính thức đầu hàng Sparta vào năm 404 trước công nguyên. Dù cuộc nội chiến kết thúc với thắng lợi thuộc về phe Sparta, nhưng cả hai phe đều chịu tổn thất nặng nề. Cả thành bang Hy Lạp vẫn tiếp tục tự vào mặt nhau trong hơn 30 năm nữa, khiến cả đất nước không thể nào phát triển được như trước cuộc chiến. Chính điều này đã tạo cơ hội cho một thành bang ở phía bắc bán đảo Balkan là Macedonia trỗi dậy, bắt tất cả các thành bang khác phải thuần phục.
Nhờ đó, Hy Lạp lần đầu tiên trong lịch sử được thống nhất dưới một thành bang duy nhất. Màn trận thứ 7, cuộc hành quân của Xenophon. Lấy bối cảnh ngay sau khi kết thúc cuộc nội chiến Hy Lạp, lúc này thì hoàng tử Cyrus M đang chỉ huy đội quân 10,000 lính đánh thuê Hy Lạp kéo sang Ba Tư nhằm lật đổ ngai vàng của người anh trai Cyrus Anh. Tuy nhiên kế hoạch này phá sản khi Cyrus M thiệt mạng trong trận đánh tại Kunasa. Không còn ai lãnh đạo, đội quân lính đánh thuê quyết định quay trở về Hy Lạp. Một sĩ quan chỉ huy của đội tên là Xenophon đã thuật lại cuộc hành trình này, nên về sau người ta gọi chuyến đi này là cuộc hành quân của Xenophon. Ở màn chơi này trong game đế chế, anh em phải dẫn dắt đội quân Hy Lạp vượt qua vô vàn chướng ngại đến từ quân Ba Tư để đến với Biển Đen và lên tàu trở về nhà. Trong sử sách thì quân đội chủ lực của Ba Tư sau khi thất bại ở trận Kunasa thì không còn muốn truy đuổi theo, nên quân đội vạn người của Hy Lạp về được tới quê nhà mà không sứt mẻ tẹo nào. Nhờ vào cuộc hành quân này, quân Hy Lạp đã thu về được rất nhiều thông tin quan trọng, như để miếu chí tử trong đội ngũ quân đội Ba Tư đã bại lộ. Với kinh nghiệm quý báu có được, quân đội Hy Lạp bắt đầu thực hiện nhiều cuộc cải tổ về đội hình, chiến thuật, hướng tới một đội quân linh hoạt hơn với lính phóng lao và kỵ binh. Đây chính là tiền đề để Hy Lạp tiến hành cuộc xâm lược Ba Tư sau này. Với màn chơi cuối cùng của phe Hy Lạp mang tên Wonder, kỳ quan, mô tả lại phút giây đỉnh cao nhất trong lịch sử Hy Lạp cổ đại, cuộc chinh phạt Ba Tư của Alexander Đại Đế. Hy Lạp lúc này đã hoàn toàn thống nhất trước sự chỉ huy của một thành bang duy nhất là Macedonia, dưới sự cai trị của hoàng đế Philip đệ nhị II. Tuy nhiên trước khi kịp mang quân sang quất Ba Tư thì vua Philip đã bị ám sát và kế vị ông là người con trai Alexander, lúc đó mới 20 tuổi, và huyền thoại bắt đầu từ đây. Chỉ trong vòng 11 năm từ khi lên ngôi, Alexander với đội quân bách chiến bách thắng đã chinh phục đế chế Ba Tư, bao gồm cả Tiểu Á, Syria, Phoenicia, Gaza, Ai Cập, Bactria và Lưỡng Hà, và mở rộng biên cương đế chế của ông đến xa tận Ấn Độ ngày nay. Ở thời điểm đó, Alexander là người đã chinh phạt gần như toàn bộ thế giới mà người châu Âu biết đến, và người ta gọi ông với cái tên đầy tôn kính, Alexander Đại Đế. Trong đế chế thì anh em chỉ cần điều khiển được đội quân của Alexander trong cuộc xâm lược Ba Tư mà thôi. Chiến thắng của ông trước vua Ba Tư Darius Đệ Tam trong trận Gaugamela được xem là chiến công hiển hách nhất trong thời kỳ cổ đại. Và đây cũng là kết thúc của phần chơi chiến dịch phe Hy Lạp trong đế chế. Nãy giờ trong phần cốt truyện của Hy Lạp, đế quốc Ba Tư luôn được nhắc đến là một thế lực cộm cán. Trước khi bị Alexander Đại Đế thôn tính vào năm 328 trước công nguyên, thì không phải Hy Lạp mà đế quốc Ba Tư mới là đế quốc hùng mạnh nhất và rộng lớn nhất trong thế giới cổ đại. Thậm chí vua Xerxes Đại Đế của Ba Tư đã có lần kéo sang xâm lược Hy Lạp và giành chiến thắng vang dội, giết được vua Leonidas xứ Sparta và nhấn chìm toàn bộ Athens trong biển lửa. Nhưng trước khi Ba Tư trỗi dậy thì quốc gia nào mới hùng mạnh nhất trong khu vực Lưỡng Hà? Câu trả lời chính là Babylon. Babylon là một quốc gia cổ đại có trung tâm tại vùng Trung Nam Lưỡng Hà, nay là Iraq và Syria. Ban đầu là một tiểu quốc thành lập vào năm 1894 trước công nguyên, nhưng dưới triều đại hoàng đế Hammurabi trong nửa đầu thế kỷ 18 trước công nguyên, Babylon được mở rộng đáng kể, thâu tóm các lãnh thổ xung quanh, tạo nên đế quốc cổ Babylon và sau này là đế quốc tân Babylon. Đế quốc tân Babylon thời đó vô cùng hùng mạnh, với kinh đô Babylon được xem là thành phố lớn nhất thế giới. Đây cũng là nơi tồn tại của vườn treo Babylon, một trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại. Tuy nhiên, đế quốc tân Babylon không tồn tại nổi một thế kỷ và cuối cùng bị đế quốc Ba Tư chinh phục vào năm 539 trước công nguyên. Trong đế chế thì hơi đáng tiếc là phần chơi chiến dịch của phe Babylon chỉ gói gọn trong nền văn minh Babylon cổ đại mà thôi, nên anh em sẽ không được trải nghiệm cảm giác đi chinh phạt thế giới của các đấng đế vương Ba Tư đâu. Màn chơi đầu tiên, Holy Man, và màn chơi thứ hai, Tigris Valley, kể về những ngày đầu tiên mới lên ngôi trị vì Babylon của đức vua Hammurabi. Lúc này vẫn là một tiểu vương quốc bé tí, bị lu mờ bởi các quốc gia lâu đời và hùng mạnh hơn trong vùng Lưỡng Hà. Và nhiệm vụ của anh em là giúp đức vua thu phục hai quốc gia trong khu vực là Akkad và Sumer. Dưới sự cai trị của đức vua Hammurabi, Babylon đã chinh phục lần lượt toàn bộ miền Nam Lưỡng Hà. Các cuộc chinh phạt của ông đã mang lại cho khu vực sự ổn định sau thời kỳ hỗn loạn và thống nhất các tiểu vương quốc thành một quốc gia. Từ thời của Hammurabi trở đi, miền Nam Lưỡng Hà được gọi là Babylon.
Tuy nhiên, sự thịnh vượng của Babylon không kéo dài được lâu sau khi Hammurabi băng hà. Màn trời thứ 3, Lost, kể về cuộc tấn công của người Hitti vào Babylon. Năm 1595, trong một cuộc tấn công bất ngờ, người Hitti đã lật đổ Babylon. Lúc này đang được đức vua Samsu-Ditana trị vì, và triều đại Babylon đầu tiên đã kết thúc ở đây. Nhiệm vụ của anh em trong màn này là đẩy lùi quân Hitti khỏi Babylon. Trong sử sách thì sau khi chiếm được Babylon, người Hitti vì một lý do không rõ ràng đã tự cho rút quân và rời khỏi đây. Và người Kassite nhanh chóng tràn vào chiếm lấy Babylon trong suốt 500 năm tiếp theo. Sau khi triều đại Kassite sụp đổ, Babylon sau đó tiếp tục qua tay của người Elam và người Assyria. Màn chơi thứ 4, I Shall Return, kể về quá trình giành lại Babylon từ tay người Elam và Assyria. Anh em sẽ được chiến đấu nhân danh đức vua Nebuchadnezzar đệ nhất đẩy lùi người Elam ra khỏi Babylon. Trong sử sách thì đức vua Nebuchadnezzar đệ nhất là một trong những nhà vua nổi tiếng nhất trong lịch sử Babylon, khi ông đã chiến đấu và đánh đuổi người Elam khỏi lãnh thổ Babylon, xâm chiếm chính Elam, cướp phá thủ đô Susa của Elam. Ông còn là người đã thu hồi bức tượng Marduk thiêng liêng bị cướp đi từ Babylon sau khi Kassai sụp đổ. Và đó cũng là nhiệm vụ của anh em trong màn chơi thứ 5, The Great Hunt, và thứ 6, The Caravan. Anh em sẽ phải vào tận thủ phủ của Elam để đo lại bức tượng trong màn 5 và vận chuyển bức tượng về Babylon trong màn 6. Sau khi sự việc này thì người Elam về sau không còn dám xâm lược Babylon thêm lần nào nữa. Dù vậy, đến khi đức vua Nebuchadnezzar đệ nhất băng hà thì Babylon không còn giữ nổi bờ cõi và phải tiếp tục chịu sự đô hộ của Assyria. Tuy nhiên, ách đô hộ của người Assyria ở Babylon lại không được liên tục, khi trong thế kỷ đô hộ của Assyria có nhiều cuộc nổi dậy của người Babylon. Ở màn chơi thứ 7, anh em sẽ chiến đấu dưới danh nghĩa của đức vua Nabonassar. Lợi dụng việc chính quyền Assyria đang lung lay trước những cuộc đảo chính và đế quốc Assyria đang dần tan rã, Nabonassar đã lãnh đạo nhân dân Babylon nổi dậy thoát khỏi sự kiểm soát của Assyria. Và nhiệm vụ của anh em trong màn chơi này là quét sạch lực lượng Assyria ra khỏi Babylon. Cuối cùng, Babylon cũng giành được độc lập và thoát ly khỏi Assyria. Tuy nhiên, đức vua Nabonassar vẫn chưa muốn dừng lại ở đó. Ông liên minh với người Medes, vốn cũng bị Assyria áp bức và tấn công thẳng vào kinh đô Nineveh của Assyria. Lần đầu tiên trong lịch sử, đế quốc Assyria hùng mạnh giờ phải co cụm phòng thủ trong chính bức tường thành của mình. Trong màn chơi cuối cùng này, anh em sẽ điều khiển đội quân Babylon tấn công thẳng vào kinh đô Nineveh với mục tiêu là phá hủy kỳ quan của họ, đặt dấu chấm hết cho đế quốc Assyria. Tới đây, phần chơi chiến dịch của Babylon cũng kết thúc. Với sự sụp đổ của Assyria, vị trí đế quốc hùng mạnh nhất lưỡng hà được chuyển giao cho Babylon lần đầu tiên kể từ thời Hammurabi hơn 1.000 năm trước. Và các nhà sử học gọi triều đại này là đế quốc Tân Babylon. Trong suốt cả thời gian này, Babylon bước vào thời kỳ thịnh vượng chưa từng có, trở thành trung tâm văn hóa của thế giới. Nhà vua mới của Babylon, Nebuchadnezzar đệ nhị, đã cho xây dựng vườn treo Babylon, nơi được bao phủ bởi tất cả các loại hoa lá, cây cối. Và khu vườn này được xem là một trong những kỳ quan vĩ đại nhất của thế giới cổ đại. Ok, tới đây cũng đã quá dài rồi. Mi Game cũng đã sắp hoa mắt với quá nhiều thông tin lịch sử như vậy. Hóa ra đế chế vừa có chiều sâu trong cách chơi, vừa có chiều dày trong cốt truyện, cô đọng được hàng ngàn năm lịch sử của các màn chơi. Nhưng mà đế chế vẫn còn đến hai phần chơi chiến dịch của hai phe Ai Cập và Á Đông nữa. Bỏ vô thêm nữa thì video dài quá, nên thôi. Nếu anh em muốn Mi Game làm tiếp lịch sử của Ai Cập và Á Đông thì hãy bình luận bên dưới nha. Mi Game sẽ làm tiếp cốt truyện đế chế phần 2 cho anh em. Nếu thấy video này hay và bổ ích thì đừng quên like, share cũng như subscribe cho kênh Mi Game. Và nếu bạn muốn tụi mình phân tích cốt truyện của bất kỳ tựa game nào, đừng ngần ngại mà hãy để lại comment cho tụi mình biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.